Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ ôn lại cách phát âm ED, IS và S. Phát âm ED. ED được phát âm IS. Phát âm là IS khi những từ tận cùng là tờ, đờ. Cái mẹo nhớ là thể dục. ED được phát âm là âm thờ. Phát âm là âm thờ khi những chữ tận cùng là ha, theo các từ sau. Và mẹo nhớ là con sông xưa giờ chẳng sống, thờ phong kiến phương. Ha, đó là những cái cách mình nhớ. ED được phát âm là âm đờ. Phát âm là đờ những từ còn lại. Em xem 4 thí dụ sau. Và đáp án là ta chọn là âm lầy. Từ lầy thì tận cùng là âm đờ. Bây giờ em xem hai thí dụ. Thí dụ thứ nhất, em xem 4 từ. Và ở đây ta chọn là từ khác là meet, tại vì nó phát âm là âm tờ. Cái âm còn lại là phát âm, các từ còn lại là phát âm là âm đờ. Thí dụ thứ hai, ta chọn là intended. Cái từ này ta phát âm là âm is. Các từ còn lại là phát âm là âm tờ. Unit 1, a visit from a fan file. Lesson 1, resting started, listen and read. Resting started. Look at this picture and tell me where you are. Hãy nhìn những bức tranh này và nói cho thầy biết các em ở đâu. Bức tranh thứ nhất, Home Temple. Bức tranh thứ hai, The Temple of Literature. Bức tranh thứ ba, Đồng Sơn Market. Bức tranh thứ tư, History Museum. Bức tranh thứ năm, Food Store. Và bức tranh cuối cùng, Beat Theater. Vocabulary, từ vựng. Chorophone. Chorophone, chorophone, động từ, có nghĩa là trao đổi thư từ. Be impressed by, be impressed by, be impressed by, có nghĩa là bị gây ấn tượng bởi ai đó. Depend on, depend on, động từ, có nghĩa là phụ thuộc vào. Mosque, 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 danh từ, có nghĩa là nhà thờ Hồi giáo. Pray, 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 động từ, có nghĩa là cầu nguyện. Friendliness, 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 danh từ, có nghĩa là sự hiếu khách. Lan's Malaysian pen pal, Rosali Mariam, was staying with Lan last week. Mariam is from Kuala Lumpur. Mariam and Lan have been pen pals for over 2 years, and they correspond at least once every 2 weeks, but this was their first meeting. On Mariam's first day in Hanoi, Lan took her to Huam King Lake. Like Kuala Lumpur, Hanoi is a busy modern city. Mariam was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of its people. Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh's mausoleum, the History Museum, and the Temple of Literature,
as well as many beautiful parks and lakes in Hanoi. On Friday, Miriam wanted to visit the mosque on Hong Luk Street. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school. However, this was Lan's first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Miriam was praying. "I wish you had a longer vacation," Lan said to Miriam at the end of the week. "Yes, I wish I had more time to get to know your beautiful country better. Lan, would you like to come and visit me next summer?" Miriam asked. "That would be great. However, it seems very difficult for me to have a trip abroad. It all depends on my parents. Anyway, we'll keep in touch." Number 3. Ask and answer. Hỏi và trả lời. Number 1. Lan and Mariam usually write to one another every day. Lan và Mariam thường viết thư cho nhau mỗi. 2. Mariam was impressed because. Mariam có ấn tượng bởi vì. 3. The girls went to see. Các cô gái đến thăm những. 4. Mariam wanted to. Mariam muốn. Các em đọc lại bài đối thoại trong vòng 3 phút, sau đó trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Number 1. C. 2 weeks. 2 tuần. Number 2. B. Hà Nội people were friendly. Người dân Hà Nội rất thân thiện. G. The girl went to see. Đáp án là D. The above, tất cả ở trên. 4. Mariam muốn. Đáp án là câu B. Mời Lan đến Kuala Lumpur. Hôm nay thầy sẽ dạy em câu chúc má. Em xem hai câu thí dụ. What did Lan say to Mariam at the end of the week? I wish you had a longer vacation. Hôm nay ta sẽ học câu chúc câu ao ước. Bắt đầu bằng là I là chủ từ, to wish hoặc là wishy. Wishy đối với chủ từ là he, she, là ngôi thứ ba số ít. Sau đó tới là you là chủ từ. Sau đó tới has là động từ ở quá khứ đơn. Câu ao ước nói về hiện tại. Riêng be ta dùng were cho tất cả các ngôi. Giờ các em sẽ xem ba thí dụ. Thí dụ thứ nhất. I wish the weather was cool. Thí dụ thứ hai. I wish I could swim. Thí dụ thứ ba. We wish that we didn't have to go to class today. Về nhà em sẽ học lại câu ao ước thành ngữ be impressed by someone or somebody. Chủ từ cũng you to, sau đó là động từ nguyên mẫu. Về nhà học là động văn, học thuộc tất cả các từ vựng và làm 5 câu sử dụng câu ao ước.